lắm chị, đẹp lắm, tư thế rất đẹp, 30 lần, 30 lần chị, đúng rồi, xuống hít lên thở, nó, đây là cái kiểu, đây là bài khởi động cơ bản cho tất cả mọi người tập handstand này lớp của Thế Vũ. Nó là chúng ta sẽ chống tay về, khi mà chống tay về thì mắt sẽ nhìn xuống bên giữa của hai ngón cái, nó giống chị này, và khuỷu tay phải thẳng, nó khuỷu tay thẳng, chúng sẽ đẩy bằng phần vai rồi đó, các bạn thấy chị đã đẩy bằng phần vai không? Ngực cũng phải hớp vào nè, nó siết phần bụng, nó siết phần bụng, ngực hớp vào đó, thấy mà thấy chị Hạnh là có siết bụng rất nhiều đó. Xuống hít lên thở, xuống hít vô mũi, lên thở ra bằng mũi luôn, không thở bằng miệng. Lên handstand là mình lên đảo ngược rồi, mình sẽ không thở ra bằng miệng, hít thở bằng mũi, mắt nhìn xuống bên giữa của hai ngón cái, làm 30 lần khởi động như vậy. Rồi sau khi làm nó xong, các bạn sẽ trả vai, bởi vì cái động tác đó nó vào vai trước rất nhiều, nó vào cơ vai trước rất nhiều, cho nên là chúng ta phải trả phần vai đó. Các bạn nhìn chị này đó, khi mà trả ưỡn ngực ra, chị ưỡn ngực lên nó sẽ trái ngược với cái hình nãy, trả lại nó sẽ ưỡn, nó sẽ không có hớp ngực vô đó, để cho nó căng lại cái phần vai trước đó. Ok đó, và đây là cái cách khởi động cho phần cẳng tay đó và phần cổ tay đó. Đó thì như chị là cái kiểu cơ bản nhất, sau này quen chúng ta sẽ chống thẳng lên, chống thẳng lên nó sẽ đẩy đó, rồi quen nữa các bạn sẽ làm một tay đẩy lên đó, đâu vậy, rồi một tay đẩy lên đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ xoa hai lòng bàn tay với nhau, vì khi mà các bạn xoa hai lòng bàn tay với nhau á, nên cái bàn tay nó nóng lên là mấy cái phần gân cổ tay sẽ được kích hoạt, chúng ta sẽ không bị đau khi mà tập handstand. Rồi, và sau đó chúng ta sẽ qua phần bài mở vai. Mở vai rất là quan trọng khi tập handstand các bạn. Vai, đúng rồi em, đúng rồi chị, giữ thôi đó, đó vai đó, khi mà các bạn mở vai hết nè, đó mở vai được nhiều như chị nè đó, thì lúc handstand nó sẽ không bị mất lực, đúng không? Các bạn nam tập stretch out hay là gì đó, vai rất là cứng cho nên tập rất là mất lực, chúng ta phải mở vai được hết như thế này. Rồi khi nào chị cũng giữ cái đó, hớp ngực vô nè, rồi chân sẽ bước lên, không bước lên sâu quá, không bước gần quá, bước lên này đó, đây là vừa đủ. Rồi khi mà chị nhấc chân lên là chị nhấc như hôm nãy, đúng không? Đó, bây giờ để mà nó hoàn thành động tác á, thì nhấc vào giữ được rồi, được khép vào đó, rồi mình mới chỉnh form, mình mở vai theo ý của mình đó, biết không? Nó nhìn ra rồi xuống như vậy luôn đó. Cú đầu tiên lên đi các bạn nhé. Rồi vừa đụng tay vào chân nhập liền, đúng rồi đó, đẹp. Rồi xuống, nhớ là chân rồi lên đi, lên tiếp tục, chân này vừa lên chân không, chân kia nhập nhập liền, đúng rồi, không để chi tiết chân sau lâu quá đó, không để chi tiết chân sau lâu quá sẽ bị rớt lại. Rồi nhập vô đó, đẹp, tốt. Rồi một cái đi, một lần nữa đó, đó, ok, tốt. Mời các bạn.